Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Kremlin hết tiền, Putin đứng trước việc nước Nga phá sản. Hiện nay Nga đang tiếp tục tấn công và xâm lược Ukraine. Chính vì vậy các nước trên thế giới đã đồng lòng bao vây kinh tế Nga. Và về mặt kinh tế, Kremlin đang đứng ở vực rất sâu. Cơ quan đánh giá Fitch của Mỹ cho rằng Putin không trả nợ công quốc gia được nữa. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998, các chuyên gia cảnh báo rằng việc không trả được nợ công ở ngay phía trước đối với Fitch, trái phiếu chính phủ Nga chẳng khác gì giấy lộn. Điều này sẽ đem đến tai hại rất lớn cho Nga, vì khi vỡ nợ thì không ai làm ăn với anh nữa. Đây là hình ảnh người dân Nga đứng xếp hàng rút tiền mặt để tiêu dùng, vì số tiền rút ra bị hạn chế, đặc biệt là ngoại tệ không được phép tiêu dùng. Ngay cả ông Merkel, nhà kinh tế học hàng đầu của Đức, chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế của Đức cũng cho rằng rất có thể nước Nga sẽ phá sản trong những tháng tới. Bởi vì do lệnh trừng phạt của phương Tây, ngân hàng trung ương không thể tiếp cận được nguồn ngoại tệ của mình ở nước ngoài nữa. Nó có khoảng 630 tỷ euro. Điều đó có nghĩa là Putin hầu như không thể ngăn chặn được sự phá giá của đồng rúp. Như vậy, công nợ bằng ngoại tệ sẽ ngày càng đắt đỏ đối với Kremlin. Được biết, tình trạng khan hiếm tiền mặt ngày càng trở nên căng thẳng tại Nga. Vì chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, như cách gọi của Kremlin, đồng rúp bây giờ đã suy giảm mạnh. Hiện tại, 1 euro có giá trị bằng 149 rúp so với 85 rúp cách đây 1 tháng. Sức mua của người Nga giảm sút rất mạnh. Và tỷ giá này ngày một kéo xa, tức là đồng rúp ngày một mất giá hơn. Đây là biểu đồ ghi nhận đồng rúp của Nga bị mất giá nghiêm trọng trong thời gian rất ngắn. Nó dường như rơi tự do. Thế còn Putin sẽ ra sao? Ông ta phản ứng ngày càng tuyệt vọng hơn. Từ hôm nay cho tới ngày 9 tháng 9, người Nga không được phép mua ngoại tệ ở ngân hàng nữa. Ai còn có ngoại tệ ở tài khoản chỉ được phép rút ra tối đa là 10.000 đô la. Số tiền còn lại được trả bằng đồng rúp. Ở nhiều máy trả tiền tự động không còn đô la và đồng euro nữa. Điều này thực sự rất tai hại đối với những người từ trước đến nay vẫn quen chi tiêu một cách thoải mái bằng ngoại tệ. Từ một tuần nay, thị trường chứng khoán tại Moscow cũng lặng im như chết. Putin đã cấm buôn bán chứng khoán nhằm ngăn cản giá cổ phiếu của các doanh nghiệp Nga bị sụt giảm, bị phá sản. Và ngoài ra, chứng kiến cảnh tại các siêu thị và các khu buôn bán lớn thì người Nga đang mua tích trữ thực phẩm rất nhiều, rất mạnh, vì họ sợ rằng tới đây không còn mà mua nữa. Đây là hình ảnh các kệ hàng trống rỗng tại Nga vì các hãng đóng cửa, ngoại tệ không có để nhập khẩu và hàng không về. Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lãi suất chủ đạo từ 9,5% lên tới 20% nhằm hỗ trợ cho đồng rúp. Nhưng vô ích, hầu hết giá cả ở Nga đã tăng lên hơn 1/3. Ở các siêu thị, giá hàng hóa trống rỗng, giá cả thì tăng lên. Người Nga mua tích trữ đường, bột, kiều mạch, dầu và đồ hộp, sữa, phô mát, sữa chua và ngay cả các sản phẩm khác thường sử dụng trong món ăn cũng trở nên rất khan hiếm. Và điều này ngày càng trở nên rất tồi tệ, khắp nơi biểu tình. Người Nga mua tích trữ thực phẩm khi họ còn kiếm được tiền. Trong vòng vài tuần, tỷ lệ người thất nghiệp đã tăng gấp đôi từ 5% lên 10%. Một số chuyên gia thậm chí còn nói có tới 15% vì hàng loạt các công xưởng, các nhà máy của nước ngoài đóng cửa, không sản xuất ở Nga nữa. Cũng bởi vì nhiều nhà máy dây chuyền ngừng hoạt động ngay lập tức do không còn nguồn cung ứng từ nước ngoài. Nhà máy xe Lada đứng trước việc ngừng sản xuất. Hãng xe VW của Đức không hề sản xuất nữa. Các hãng dược phẩm thiếu các sản phẩm và thành phần sơ chế từ Đức và Mỹ. Hãng xe ô tô Volvo đã đóng cửa. Các hãng lớn như H&M, Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Mercedes, Men, Porsche, Suzuki, Honda, Mazda và Toyota tất cả đã rời đi và đóng cửa im lìm. Thật là một sự khủng hoảng rất nguy hiểm đối với nước Nga. Một bộ phận ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga cũng đứng trước vở sụp đổ vì không còn phụ gia, phụ liệu và phụ tùng thay thế. Đây là hình ảnh dự án dòng chảy Phương Bắc trị giá
tới 9 tỷ đô la đã gần như không còn hoạt động và tuyên bố phá sản. Theo các nhà quản lý phương Tây, ngay cả một bộ phận khai thác dầu mỏ và khí đốt cũng đứng trước bờ vực sụp đổ. Nguyên do là Nga phụ thuộc vào kỹ thuật của phương Tây, không tự mình đầu tư vào công nghệ khai thác. Nhiều nguồn dầu mỏ đang ở giai đoạn khai thác thứ hai. Dưới thời Xô Viết, chúng không được khai thác hết tới khu vực sâu, và nhờ kỹ thuật của Mỹ và Đức, họ khai thác được sâu hơn. Một nhà quản lý Đức ở Moscow nhận xét rằng, nếu kỹ thuật này mất đi do lệnh trừng phạt thì ảnh hưởng tới một bộ phận quan trọng của các khu vực khai thác. Và điều này ngày càng trở nên tồi tệ tại Nga bởi vì Putin đã ra lệnh đưa quân xâm lược Ukraine. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin cài bẫy, ám sát, manh động, các hoạt động bí mật bởi các điệp viên của Putin tại Đức. Hoạt động hiện nay trên chiến trường tại Ukraine đang diễn ra hết sức khốc liệt với sự tấn công của hơn 100.000 quân Nga vào Ukraine. Nhưng chiến tranh không chỉ là xung đột giữa quân đội, các hoạt động gián điệp cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc chiến này. Đây là hình ảnh của Putin đang tập bắn súng. Được biết trước đây ông Putin đã từng là KGB, tức là một điệp viên của Liên Xô năm vùng tại Đức. Và điểm mạnh điểm yếu của các mật vụ Nga tại Đức là gì và ai đang làm gián điệp cho Nga tại đây là câu hỏi được đặt ra khi mà giao thương khắp nơi. Đại sứ quán Nga tại Đức rất lớn với nhiều nhân viên. Đó vào năm 1991 thì cơ quan mật vụ Liên bang Xô Viết, viết tắt là KGB, tức là Ủy ban An ninh Nhà nước thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã bị giải thể. Và vai trò của nó đã dẫn đến các sự xuất hiện như sau. FSB là một cơ quan chịu trách nhiệm như một tổ chức an ninh nội địa. Ông Vladimir Putin trước đó và thời gian đó là giám đốc vào năm 1998 tại đây. Hoạt động gián điệp tại nước ngoài được chuyển giao cho SVE, là viết tắt của một từ tiếng Nga. Và Putin cũng thường xuyên giao cho cơ quan mật vụ quân sự RGU những nhiệm vụ rất đặc biệt, các mệnh lệnh đặc biệt như Special NAS cũng được gửi kèm theo đây. Đó là những tóm tắt thông tin mà cơ quan phía Đức nắm được và được công bố trên báo chí quốc tế. Đây là hình ảnh đại sứ quán Nga tại Berlin, nằm ngay trung tâm của thủ đô, nơi địa điểm đẹp nhất ở đường Unter den Linden, cũng nơi đây trước đó không xa, đó là cổng thành Berlin. Theo thông tin từ cơ quan chính phủ Đức, có tới 200 mật vụ Nga hiện đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan an ninh Đức. Các chuyên gia ước tính số lượng gián điệp chưa bị phát hiện có thể lên tới 2.000 người ở Đức. Đây là một con số rất lớn, bởi vì rất nhiều kiều dân, doanh nghiệp của Nga đang hoạt động khắp nơi tại Đức. Cựu giám đốc của cơ quan tình báo Anh MI6 John cảnh báo rằng chúng tôi đã nhìn thấy mô hình hoạt động tích cực của tình báo Nga trên khắp châu Âu. Chúng tôi có lẽ chỉ biết đến 10% những gì họ đang làm. Đây là một cảnh báo rất nguy hiểm đối với Đức. Đứng đầu các điệp viên công khai là những người đang làm việc hiện nay tại Sứ quán Nga ở đường Unter den Linden ngay trung tâm Berlin. Họ được phân chia vào các vị trí công việc giữa đại sứ quán và 5 lãnh sự quán Nga tại Đức. Đây là hình ảnh cổng vào của đại sứ quán Nga tại Berlin, đó là những khối đá rất lớn được ghép chắc chắn ngay tại cửa. Vào tháng 10 năm nay, thì vụ việc một điệp viên Nga bị tình nghi đã thiệt mạng sau khi rơi từ cửa sổ của đại sứ quán Nga xuống đất. Đây là bí thư sứ quán 35 tuổi của đại sứ quán Nga đã bị cảnh sát tuần tra Đức phát hiện bị thương rất nặng trên vỉa hè ở trung tâm Berlin vào một buổi sáng tháng 10, và nỗ lực hồi sức cấp cứu của Đức sau đó đã không thành công. Anh ta đã chết ngay sau đó. Còn người vợ của anh ta nói rằng cô đã yêu cầu chồng đóng cửa sổ trong một căn hộ của cô. Căn hộ nằm trong khu phức hợp của đại sứ quán Nga. Vì tiếng ồn ào từ đường phố khi tôi trở vào thì anh ta đã nằm trên vỉa hè, đường đi ở tầng bên dưới. Dường như dư luận đặt ra phải chăng đây là một vụ ám sát gián điệp Nga được thực hiện bằng hình thức gây tai nạn, tức là ném từ trên cửa sổ cao xuống đất. Theo thông tin ban đầu tiết lộ, đội quân gián điệp
bất hợp pháp bao gồm nhiều kẻ đang nằm vùng được điều khiển bởi các mật vụ của Nga đến từ Praha, Cộng hòa Séc. Các sĩ quan chỉ huy Nga cũng liên tục cố gắng tuyển mộ những điệp viên mới tại Đức để phục vụ cho công tác gián điệp của mình. Đây là hình ảnh biểu tình phản đối Nga xâm lược Ukraine tại Berlin. Các mật vụ Nga thường tìm kiếm những chàng trai trẻ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt ở các trường dạy võ với tên là Sistema. Các trường Sistema này đặc biệt có liên quan khi tuyển dụng nam thanh niên ở phía đông của nước Đức, là vùng mà trước đây Cộng hòa Dân chủ Đức có lãnh thổ và Đảng Cộng sản hoạt động. Để thiết lập liên lạc với các binh lính, sĩ quan, cảnh sát hoặc nhân viên bảo vệ từ những người này. Nếu muốn tìm kiếm các gián điệp liên quan đến lĩnh vực chính trị, mật vụ Nga sẽ chú ý đến các nhân viên của các đảng cực hữu AfD hoặc các chính trị gia cánh tả. Đây là những đảng gần gũi với Đảng Cộng sản trước đây.